xin chào, xin chào các anh chị, và các bạn. Ở à, trong video bài học này thì Phan Anh sẽ hướng dẫn cho các anh chị, và các bạn cái cách thức chúng ta có thể xây dựng thương hiệu cá nhân thông qua các cái trang báo chí và các cái hệ thống bài báo PR. Thế thì các anh chị có biết rằng là hiện nay ngoài Facebook, YouTube, Google, website thì chúng ta còn một cái kênh rất mạnh nữa đấy là kênh báo chí. Có hai dạng là báo giấy và báo điện tử, đặc biệt là báo điện tử, à, báo điện tử và các trang tin điện tử hiện nay có vai trò rất mạnh trong các hoạt động truyền thông. Tôi lấy thí dụ như là VnExpress.net và Bình quân một ngày có khoảng từ 25 đến 30 triệu lượt đọc à, Sau đó thì có dân trí, có kênh 14 Rồi có rất nhiều các cái trang tin chuyên biệt khác Đúng không? Chúng ta vẫn có thể đọc những cái trang tin tức tổng hợp Hoặc là những cái trang tin chuyên biệt Thí dụ như phụ nữ thì đọc A Family hay là web trẻ thơ Đàn ông thì đọc cà phê ép, cà phê bít cứ người thì xem ô tô này kia Đấy gọi là những trang báo điện tử và trang tin thì hiện nay trên thị trường có khoảng một ngàn cái trang báo điện tử và trang tin đang được hoạt động và trong đó có khoảng tầm 100 những cái trang web báo điện tử và trang tin nó có uy tín, có lượt truy cập tốt à, thường thường thì một ngày chúng ta sẽ truy cập vào những trang này rất nhiều lần tôi lấy thí dụ như là vnexpress.net hay là dân trí hay là kênh 14 đúng không ạ hay Việt Nam Net vân vân đấy là những cái trang tin mà có lượng truy cập lớn ngoài ra thì những cái trang báo chuyên biệt cũng có lượt truy cập rất lớn từ vài triệu cho đến à, chục triệu lượt truy cập mỗi ngày là chuyện cũng rất là khả thi thế thì một cái trang tin như thế này mà họ đồng loạt đưa tin về một cái thương vụ về một cái con người về một cái thương hiệu một cái nhân hiệu hoặc là một cái vấn đề gì đó thì người đó có thể trở nên nổi tiếng ngay lập tức và người đó cũng có thể trở nên là thành tai tiếng ngay lập tức đúng không cách đây ít hôm thì các bạn biết rồi có một cái vụ việc liên quan đến một cái hot girl bóng đá đúng không à, đã bị lộ một cái đường link clip này kia và thì tôi nói như thế chắc các anh chị hiểu đúng không ạ? À, tức là trong một cái thời gian rất ngắn nhưng mà một cái số lượng là cả cái đất nước này đều biết về một cái chuyện như vậy tất nhiên tôi nghĩ rằng trong trường hợp này chuyện đó thì cũng chẳng có gì là 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 có lợi cho nhân vật cả nhưng mà tôi đang nói về góc độ là À, cái cái sức mạnh của mạng xã hội cũng như là của báo chí nó rất là lớn đúng không à, hoặc là à, cái vụ việc của hai vợ chồng nhà ông chủ cà phê à, tôi sẽ không nêu tên các anh chị sẽ tự hiểu đấy à, họ ly hôn với nhau thế này thế kia thì à, cũng sẽ khiến cho à, cộng đồng báo chí rồi mạng mẽo, rồi mạng xã hội phân tích với nhau rất kinh khủng thế thì các bạn sẽ tưởng rằng không? mạng xã hội thì tác động đến báo chí, báo chí thì tác động đến mạng xã hội và hai bên nó cứ tác động qua lại ngược với nhau như này. Cho nên là gì? Báo điện tử, các trang tin điện tử cũng là một cái nền tảng mà thuộc cái hệ sinh thái nhưng mà chúng ta không kiểm soát được, chúng ta phải trả phí hoặc là chúng ta sẽ phải có cách nào đó để chúng ta hợp tác với các cái cơ quan này để chúng ta phát triển thương hiệu cá nhân. thí dụ như thế này, một CEO nữ hoặc một CEO nam của một cái doanh nghiệp đúng không ạ? Họ có thể là là PR bằng cách là Họ tham gia một cái chương trình Shark Tank đấy, Sau đó báo chí hàng ngày đưa tin là Shark A, Shark B này làm cái gì đấy Shark A, Shark B này đầu tư cái gì đấy Shark A, Shark B này mua cái gì đấy Liên tục, liên tục, liên tục như vậy Trong một thời gian rất ngắn Khoảng 6 tháng hay một năm thôi Thì cái thương hiệu cá nhân của cái Shark Tank này rất mạnh Đúng không ạ? Hoặc là các bạn tham gia vào báo chí Tham gia vào truyền hình Tham gia vào các game show và Cũng làm cho thương hiệu của chúng ta nổi bật lên Tương tự như vậy Thì chúng ta có thể làm Mua một cái bộ Hoặc là mua một cái gói Để chúng ta làm PR thương hiệu cho chúng ta Một cách khéo léo à, Thông thường thì à, chúng ta nên làm truyền thông Trong vòng 6 tháng Và mỗi tháng thì chúng ta nên viết từ 2 đến 3 bài 2 tức là 2 tuần một bài 3 thì tức là 10 ngày một bài à, Chúng ta sẽ đặt chúng ta làm trọng tâm Sau đó chúng ta sẽ PR Các bài viết à, Để đánh vào cảm xúc, đánh vào tri thức Đánh vào lòng tin à, của những người khác Đối với cái thương hiệu của chúng ta thí dụ như là tôi sẽ nói về tôi đi tôi lấy thí dụ như vậy à, tôi sẽ nói là giảng viên 4.0 là như thế nào đúng không ạ à, giảng viên này thì à, đam mê du lịch ra sao giảng viên này kiếm tiền ra sao giảng viên này tư vấn ra sao giảng viên này có bao nhiêu sách như thế nào à, học viên nói về giảng viên này như thế nào đúng không ạ à, học sinh nói về giảng viên này như nào rồi đấy cuộc sống gia đình hạnh phúc của giảng viên này như nào tất cả những cái yếu tố xung quanh như vậy và tôi sẽ khai thác khai thác khai thác để người ta biết về tôi người ta biết về các góc cạnh của tôi và người ta sẽ từ những cái thông tin đó người ta sẽ yêu thích yêu quý tôi và người ta sẽ tò mò về tôi người ta sẽ tìm hiểu tôi một cách rất là tự nhiên một cách rất là có chủ ý đúng không ạ hay là, là tôi sẽ suốt ngày là gì anh Phan Anh sẽ nói về thương vụ này anh Phan Anh nói về thương vụ kia anh Phan Anh nói về thương hiệu này anh Phan Anh nói về thương hiệu kia đấy chính là cách mà các bạn sẽ đưa thương hiệu của bạn đến với À, bạn đọc đến với cộng đồng cách nhanh chóng hoặc là mình có thể xuất hiện kèm với uh, truyền hình đúng không ạ à, đặc biệt là các đài V hoặc đài C thì tôi nghĩ rất là mạnh thương hiệu uh, lên sẽ rất là nhanh bởi vì từ đó chúng ta có thể là uh, tăng được cái thương hiệu cá nhân lên rất là tốt đấy thì đấy là cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là uh, nếu như các bạn muốn làm thì các bạn có thể kết hợp uh, một là các bạn trở thành chuyên gia viết ở trên báo thứ hai các bạn có thể mua các gói PR bằng cách là các bạn ký hợp đồng với những người mà có chuyên môn à, đừng có mua trực tiếp của báo bởi vì báo họ chỉ biết đi bài thôi họ không biết là mình muốn gì mình có gì mình cần gì đâu à thế là ví dụ như này các bạn muốn mua thì các bạn phải làm việc với các chuyên gia những người có lời khuyên hoặc là các bạn làm việc với trực tiếp với thầy Phan Anh thầy Phan Anh sẽ vạch cho các bạn là gì bây giờ 6 tháng nhá mỗi mỗi tháng hai bài là 12 bài Vậy bài 1 chủ đề gì, bài 2 chủ đề gì, bài 3 chủ đề gì Đấy, Keyword của bài 1, keyword của bài 2, keyword của bài 3 Thì sau đó viết xong rồi bắt đầu chúng ta mới đi báo, đi báo, đi báo Đi báo xong, đúng không ạ? Đi báo nào, chủ đề gì, mục gì, trang chủ hay trang con Đấy, tại vì các cái tờ báo khác nhau, các cái trang tin khác nhau, các mục khác nhau à, Thì sẽ có mức phí khác nhau, chiết khấu khác nhau Đấy, sau đó khi mà mình lên bài lên bài rồi mình bắt đầu lại phải đẩy thêm quảng cáo vào cái đường link này mình đưa lên Facebook của mình mình chạy quảng cáo thêm mình đưa lên Zalo chạy quảng cáo thêm để tăng traffic tức là nó sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái nhăn nhịt đan đan chéo vào nhau mục đích là gì để tăng truy cập tăng truy cập tăng lượt đọc để người ta biết về mình và tất cả các bài viết này các bài PR này đều phải rất là khéo léo không phô đúng không và rất là tinh tế để khai thác ví dụ khai thác những cái vấn đề như là từ thiện này hay là uh, đi làm uh, chia sẻ thiện nguyện này hay là giúp đỡ uh, trẻ em nghèo vượt khó này hay là hay giúp đỡ những người mà bị tai nạn này hay là đỡ đầu cho những cái người này người kia tóm lại là những cái mà nội dung nó rất là tích cực nó lan tỏa và nó có tính chất là, là thực đúng không và chúng ta cũng sẽ phải làm một chút những cái việc đó còn nếu mà chúng ta không làm thì chúng ta chỉ nói thôi chúng ta pr để sau này rất có thể cộng đồng mạng người ta sẽ đào mộ mình lên, người ta khai thác và người ta nói rằng đấy là chúng ta PR à, bố láo và chúng ta làm giả dối thì lúc đấy thì chúng ta sẽ ăn đòn đấy, đúng không ạ? Vì chúng ta làm sai, chúng ta đưa thông tin sai sự thật và chúng ta rất dễ bị ăn đòn và bị 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 tác động ngược trở lại đấy, không phải đơn giản đâu. Ok, thì à, chúng ta cũng phải xác định chuẩn bị tiền nhá, vì mua bài trên báo điện tử là sẽ mất tiền đấy rồi thì tôi sẽ kết luận lại cái bài học này thứ nhất là báo điện tử và các trang điện, điện tử là có một cái công cụ rất là tốt để xây dựng thương hiệu cá nhân cho chúng ta thứ hai là chúng ta có thể à, mua à, các cái bài viết trả phí hoặc là chúng ta có thể à, hợp tác với các tờ báo để trở thành chuyên gia viết bài cho họ hoặc là chúng ta có thể trở nên nổi bật bằng cách nào đó để chúng ta sẽ thu hút báo chí người ta tự tìm đến chúng ta à, ví dụ như là các bạn có thể ra một cái chương trình khuyến mại shop do từ đó là báo người ta sẽ viết bài người ta đưa bài cho mình hoặc là mình là một cái hiện tượng thành công điển hình gì đó để người ta sẽ tự tin đến mình người ta đưa bài bởi vì báo chí người ta cũng cần tin cần bài mà Đấy. tiếp tục nữa nào là làm truyền thông thì phải nhớ là làm tối thiểu 6 tháng còn không làm thì thôi chứ đừng có làm hai ba tháng rồi thì, thì nghỉ à, 6 tháng như vậy thì mỗi một tháng tối thiểu là 2 đến 3 bài là đẹp còn tất nhiên là bốn bài thì tôi sợ là tần suất là kinh quá à, 3 bài là rất rất chuẩn còn hai bài là hơi ít Đấy, như vậy tầm 12 cho đến khoảng 20 bài trong cái thời kỳ như vậy là các bạn có thể xây dựng được thương hiệu cá nhân. Và với mỗi một cái bài như vậy các bạn có thể chi vài triệu đồng, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu tùy thuộc vào cái chất lượng bài mình tự viết hay là người ta viết. À, rồi thì à, đi báo nào, báo xịn hay báo không xịn, báo traffic lớn hay báo không vừa vừa, trang chủ hay trang con, đấy thì các bạn hết sức lưu ý điều đấy nhá. Rồi À, nếu các bạn có yêu cầu gì thì cứ liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều xin chào và gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo